ơn mọi người nghe. Mọi người trong thời gian qua đây ủng hộ cho tiệm của mình. Dạ, cảm ơn mọi người. Mọi người yêu thích hãy đến tiệm mình Tiện Lợi Hạnh Phúc nha. Xin cảm ơn mọi người. Trời ơi, cô Lan. Ủa con, hôm nay con thấy đông khách quá nha. Ừ, cảm ơn con. Trời ơi, tao nói sáng giờ làm mệt quá trời quá đất luôn vậy đó. Hồi nãy con tính qua mua đồ, cái con đi qua cái con thấy khách đông quá. Vậy thôi, con đi về nhà, con đợi khi nào vắng khách con qua con mua tiếp. Trời ơi, cảm ơn con nghe con. Con tâm lý ghê luôn vậy đó. Đúng rồi, con ở gần đây, ví dụ con muốn mua gì mà đông thì con về đi. Khi nào vắng vắng con lại con mua giùm cho cô. Nếu mà ai cũng như con thì con đỡ biết bao nhiêu. Cái tiệm con nó đông, người ta nói lúc đó là cánh đông á, giống như là kéo vô như đông như quân nguyên vậy đó. Rồi khi người ta rút ra hết giống như là quân nguyên thua trận vậy đó. Không có một bóng nào hết trơn hết trọi luôn á. Hồi nãy nha, con qua cái con đứng con nhìn cô Lan làm việc, con phát hiện ra một điều này nè. Điều gì? Cô Lan rất là hay luôn. Cô hay cái gì? Trời ơi, khách đông nườm nượp. Ừ. Cô Lan làm việc mệt mỏi như vậy đó mà trên miệng cô Lan lúc nào cũng cười tươi như bông hoa. Trời ơi, con ơi, mình buôn bán mình phải vậy chứ con. Cái đó là cũng phải là không phải là chiêu trò mà mình thật tình luôn á. Mình phải tươi cười với khách. Ví dụ người ta tới ta mua thấy mình vui vẻ, người ta còn tới nữa. Chứ con bằng thấy khách con chù ụ rồi cái kỳ sau ai tới nữa, ta chỉ mua một lần thôi, hiểu chưa? Giống như là mình phải niềm nở với khách, khách mới thích mình đúng không con? Mua gì ạ? Để con vô con lựa đồ. Ờ, con vô lựa đi. Anh còn gọi cho tôi làm cái gì nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không có muốn gặp cái bản mặt của anh. Đúng rồi, trời ơi, anh là một thằng sở khanh. Tôi không ngờ anh là thể loại và bắt cá hai tay như vậy. Trời ơi, tôi đẹp như vậy rồi mà anh còn đòi con khác. Rủi rồi tôi xấu, anh có mấy con. Tôi nói rồi đừng có gọi cho tôi nữa mệt. Đừng có gọi nữa. Sao con buồn mà cô cười? Cô đâu có cười con. Cô đâu có cười cái chuyện của con. Cô cười với khách là con là khách đó. Dạ xin lỗi cô, như tiền cô. Được rồi. Mà cô, sao bán hàng á, mai mốt làm ơn đi, chai 10.000 cho nó tiện. Chứ không gì đâu mà chai 9.500, chai 10.500. Mệt ghê nè, 20.000 chẳng nó khỏi thói đi. Cô nãy nãy con. Dạ. Thì cô bỏ vô bao bị đàng hoàng nghe con. Thôi khỏi, không cần nữa, mệt quá à, buồn. Cái gì đừng có gọi nữa, gọi hoài buồn bụi à. Trời ơi, vậy mà cô Lan vẫn cười được hay vậy? Trời ơi con ơi, tao nói bán hàng này giống như làm dâu trăm họ vậy đó, biết không? Mình phải cười suốt luôn vậy đó con, giống như cười công nghệ vậy đó. Trời ơi, cô Lan hay quá. Sao? Người ta nói gừng càng già càng cay. Trời, mày định nói cô mày già ha, thằng chó. Thằng chó? Không có. Ý con nói là cô có sức chịu đựng hơn người đó. Ừ, đây, để cô lấy đồ cô bỏ ra cho. Đến tìm con nè. Đây. Ừ, của con á hả? Là 196.000. Rồi, cô khỏi thối luôn, con bao cô 4.000 luôn. Trời ơi, sáng vậy đó hả? Cảm ơn con. Con về nha cô. Ừ, con chúc về. Cô buôn may bán đất. Ừ, cảm ơn. Trời, dễ thương ghê không? Người nào cũng bo hết trơn trọi. Con cầu xin trời Phật bốn phương tám hướng, thần tài thổ địa, điềm trạch ở nhà này phù hộ cho con. Chỉ một lần thôi, con nguyện con sẽ tạ lễ và phù hộ cho con trời đất bốn phương tám hướng thần tài thổ địa, ông điềm trạch ở nhà cho con trúng một lần thôi, dù bao nhiêu cũng được mà càng nhiều càng tốt. Đó, ten ta ten, 83377 83377 83377. Rồi đâu sao tôi đọc cho tôi nhân như mắt bố vậy trời. 83377 83377 đài rồi. 83377 83377 hả? 833 83377. Trời ơi, trời ơi, ông thần tài thổ địa đã phù hộ mình thiệt rồi hả ta? 83377 giải 30 triệu đồng. Trời ơi, mình đã trúng số 30 triệu đồng rồi. 83377, trời ơi, con cảm ơn ông thần tài thổ địa. Con sẽ cúng liền 83377 rồi. 30 triệu. 30 triệu. 30 triệu. Trời ơi, cái gì 30 triệu? 30 gì cô? Cô ơi, 30 triệu gì cô? Cô trúng số hả cô? Cái gì mà
vui vẻ lắm mà. Thấy tưng bừng gọn gàng từ ngoài cửa vô đã thấy rồi mà. Ủa sao tự nhiên bây giờ vô đây cái sắc mặt thay đổi liền luôn vậy? Thấy cô cười phải không? Dạ. Cô cười cho sự đời. Ủa là sao cô? Cô cười cho sự thế thái nhân tình này. Ủa là sao cô? Bạc bẽo lắm cô ơi. Ủa là sao bạc bẽo? Cô tự nhiên đang vui mà sao tự nhiên bạc bẽo rồi? Buồn. Buồn vụ gì? Cô bị người ta giật 30 triệu rồi. Trời đất ơi. Giật 30 triệu? Ờ. Trời đất ơi. Không phải là 3 triệu mà là 30 triệu lận. Trời ơi, ai cũng biết hồi đó tới bây giờ đối với cô ba tiền là tính mạng mà. Con nói vậy không khác nào con nói cô ba tham tiền vậy. Không có. Ý con nói là ba cái chuyện mà tiền bạc cô ba rất là kỹ lưỡng. Đúng rồi. Nhưng mà sao cô ba để bị giật vậy? Ai giật tiền cô ba? Con biết cô ba là cái tính thương người mà. Dạ. Người ta nói tới nói lui nói một hồi cái người ta năn nỉ. Dạ. Ta năn nỉ con móc túi cô đưa con biết rồi mấy người mượn tiền á thì mới đầu anh hỏi mình người ta quỳ lại gian xin mình. Thế bây giờ cô ba lấy tiền lại cô ba phải quỳ lại gian xin đó mà nó còn chưa trả nó đúng cô, rồi đó. Cô ba bị giật 30 triệu. Trời ơi thôi cô ba ơi cô ba đừng buồn và khóc nữa. Bây giờ cô không biết nói gì hơn ngoài một cái câu an ủi kinh điển dành cho những người vừa bị mất của. Đó là của đi thay người cô ơi. Không, cô yên tâm đi. Dòng cái thứ mà mấy cái người mà hả mượn tiền á hả xong cái bắt đầu mà bị giật giọc vậy đó. Mấy cái người mà không có uy tín đó. Mấy cái người mà giống như lấy tiền mồ hôi nước mắt người ta như vậy đó. Thế là cũng bị quả báo à cô. Con quả báo con dạ. Ơi nhưng mà cũng buồn lắm con ơi. Quả chừng nào tới không biết nhưng mà trước mắt cô ba buồn lắm con ơi. 30 triệu tiền mồ hôi nước mắt của mình chứ đâu phải tiền trên trời rơi xuống. Thì đó. Tiền trúng số đâu. Hả? Gì cô? Dù có trúng số đi nữa cũng buồn chứ con. Tiền mà con. Dạ đúng rồi đó. Trời tự nhiên hả? Con nghe cô ba nói vậy con buồn luôn. Hết muốn đi chợ luôn á. Ủa rồi con nói con đi chợ. Ủa mà tự nhiên ghé đây chi vậy? Ờ đúng rồi. Cô ba biết sao không vậy nè, cô Lan sai con đi chợ. Cái con không biết làm sao nữa, con cứ thế mà con lững thững con đi. Con không biết ai soi được dẫn lối con đi tới ngay nhà của cô ba. Cái con nói, ủa thôi, tới trước nhà cô ba rồi. Thôi đi tấp vô hỏi coi cô ba có cần gửi mua gì không. Sao con tốt quá vậy? Trời, bởi vậy, ở đời mà, có dai có trả con hiểu không? Không có cái gì gọi là làm không hết trơn á. Thật ra là như vậy, sẵn tiện là con đi chợ dùm cho cô Lan. Thì con dạo vòng luôn, hiểu không? Coi có ai nhờ mua gì con mua dùm. Mà đi chợ mua đồ dùm á, thì nhiều khi là còn dư lại á, 10-20 ngàn tiền lẻ, không lẽ người ta lấy lại, hiểu không? Thành cái cho con luôn. Mà ví dụ con đi chợ dùm cho 10 người như vậy thì được nhiêu? Một ngày cũng được cả 100 ngàn chứ bộ ít đó. Con thông minh ghê nha. Trời tất nhiên rồi con. Trời ơi, ngại ghê. Ngại quá tự nhiên. Thôi, cô ba quên đi. Thôi, sẵn con nói vậy rồi thôi, cô ba gửi luôn. Dạ dạ, cô ba mua gì? Mua giùm cô ba con gà. Ủa, mua gà làm gì cô ba? Cúng xả xui. Trời đất ơi, tầm bậy. Người ta cúng xả xui là người ta cúng cái khác. Chứ ai đâu mà cúng gà là cúng trả lễ. Chừng nào mà... Trời vậy như là trúng số rồi đó. Vậy à. Thì mới được trúng gà. Trúng số mà trả lễ nè. Cô ba biết cúng gà là cúng trả lễ. Dạ. Nhưng mà này là cô ba trúng cúng gà để cho cô ba xui quá đi. Thành ra cô ba cúng gà để cho cái xui nó đi nhanh. Dạ. Thôi con đi con đừng hỏi nữa. Con hỏi nữa là con hỏi là cô ba bực là cô ba đuổi con luôn đó. Dạ. Nhưng mà con chưa đi được. Sao vậy? Tại vì cô ba gửi con mua gà đó. Nguyên con gà luôn mà cô ba chưa đưa tiền. Thì thôi con mua giùm cô ba luôn đi rồi về cô ba trả lại cho con. Thôi cũng được. Vậy giờ để con lấy tiền á, cô Lan đưa con đi chợ cho cô Lan. Để con mua con gà cho cô ba. Ủa? Rồi nếu vậy rồi con lấy tiền đâu con đi chợ cho cô Lan? Thì con lấy tiền của cô Lan mua gà cho cô ba. Dạ. Xong con đem con gà về đây rồi cái cô ba trả tiền của cô ba lại cho con. Con lấy tiền của cô ba con ở ủ ra chợ con mua đồ của cô Lan con trả lại cho cô Lan. Ủa? Chi mất công vậy cô? Thì con đi chợ ăn lời mà nó hơi mất công chút xíu nhưng mà con có lời. Cũng đúng. Dạ. Thôi con đi đi thôi phải không? Dạ. Thôi đi đi. Dạ, con đi nha. Ừ. Một con gà thôi đúng không? Một con gà. Không mua gì thêm nữa phải không? Trời ơi. Hú hồn gì á. Trời ơi, thần tài của tôi đã về rồi. Thần tài ơi, lần này là con trả lễ ông thần tài rất là lớn, 30 triệu. Trời ơi, đã nói rồi thấy không? Đã nói rồi là đừng có buồn nữa mà không có nghe. Đó
vừa mới đi ra để quên cái giỏ đi chợ, quay vô lấy lại bắt đầu là 30 triệu tự đánh tự vả vào mặt mình. Cô ơi, cái 30 triệu là người ta lấy của cô, người ta mới là người phải tự vả vào mặt mình, chứ cô Ba không phải là người có lỗi. Cô Ba cho người ta mượn tiền là giúp đỡ người ta vượt qua cơn hoạn nạn, không có gì mà tự vả vào mặt mình như vậy nha cô Ba. Cô Ba tức mạnh mẽ nha. Cô Ba mạnh mẽ rồi. Dạ thôi, coi như của đi thay người nghe, đừng có buồn nữa nghe, để con yên tâm con đi mua gà cho. Con đi mua gà đi. Ủa ghê thiệt á, nghi lắm mà. Bình thường mê tiền, coi tiền như tính mạng mình, đang mất 30 triệu chắc mất ngủ luôn nè. Trời ơi Trang ơi Trang, con đâu có biết được, con làm sao mà biết được cái niềm vui của cô Ba đang vỡ òa. Cô Ba diễn tài tình má quà phải không? Ôi ôi, vậy sao xưa giờ mình không đi làm diễn viên đi ta. Dạ dạ thưa bác sĩ, tôi tên là Nguyễn Thị Lan à. Dạ, bữa hổm vừa rồi tôi có tới bệnh viện tôi xét nghiệm lại đó. Nay có kết quả chưa bác sĩ? Dạ, dạ. À, mình phải lại xét nghiệm lần nữa hả? Tại vì có những biểu hiện mà chưa có tìm ra rõ hả? Dạ, dạ, dạ tôi biết rồi, dạ cảm ơn bác sĩ. Thế trời giúp đỡ cho con được có bị bệnh gì hết trơn. Mà cứ xét nghiệm tới xét nghiệm luôn chắc có gì. Ủa? Dạ. Bà Ba chưa mua đồ hả? Qua mua ít khăn giấy chị ơi. Khăn giấy chùi nước mắt hả? Nó nghe nó nghe. Ủa là sao chị? Nó nghe thôi, đừng có giấu giếm nữa. Ơi cái vụ mà bà cho người ta mượn tiền rồi người ta giật của bà ai cũng biết hết trơn rồi. Trời ơi cái vụ đó hả? Có gì đâu mà giấu giếm, có gì đâu buồn. Có 30 triệu mà chị có nhiêu đâu. 30 triệu à, 30 triệu đó. Trời ơi, 30 triệu bà mất mà bà cười. Nè, bà nghe tôi nói nè. Nè, không sao hết trơn. Tôi thấy tinh thần bà không ổn á. Giờ nghe tôi nói nè, tiền bạc là phù du ha. Mất mình còn kiếm được, chứ đừng có buồn suy nghĩ mà bệnh tật nữa, khổ lắm nha. Sức khỏe mới là quan trọng, hiểu chưa? Sức khỏe mới quan trọng, hiểu chưa? Sức khỏe quan trọng. Đúng rồi. Ủa mà chị đang bị gì hả? Có gì đâu, trời ơi. Nè, tôi nói bà là phải sống bắt chứ tôi hả? Mình phải vui vẻ, lạc quan mình sống, hiểu chưa? Thì hiện tại em đang vui vẻ, em đang lạc quan nè. Ừ, lạc quan lên. Dạ, lạc quan, vui vẻ lên. Vui vẻ, rất là ổn. Rồi, mua đồ đi. Đi lựa đồ nha. Ừ, lựa đồ đi. Tôi ổn mà. Không ổn. Alo, cô Ba nghe nè con. Con mới gửi tiền tháng cho cô Ba đó hả? Rồi. Cảm ơn con nha, để cô Ba rảnh cái cô Ba chạy ra bưu điện cô Ba nhận. Rồi con đi làm đi. Rồi đi đường cẩn thận nha con nha, nhớ giữ sức khỏe nha. Rồi cô Ba cảm ơn con. Trời ơi, bữa nay y như là một cái ngày gì á, nó may mắn một cái ngày tiền vô không vậy đó ta. Vui. Ôi vui quá xa là vui. Ủa cái bài này hát cho đám cưới mà ta. Vui cái bài hát có kiểu vui hát gì ta. Cười lên đi em, cười hé hàm răng dù cho có lộ. Ồ cô Ba. Gì vậy? Hôm nay con thấy tâm trạng của cô Ba hôm nay tốt nha. Cô Ba đang che giấu nỗi buồn đó con. Trời cô Ba, con nói cô Ba nghe nè, cô Ba đừng có che giấu nỗi buồn nữa. Thiệt á, mình buồn thì mình cứ nói mình buồn thôi, mình vui thì mình nói mình vui, chứ con nói gì đâu tự nhiên cô Ba lúc nào cũng em vô rồi mình phải che giấu vậy. Con nói nha, có ngày tâm lý chết luôn á. Con nói gì vậy? Tự nhiên nói cô Ba bị có ngày tâm lý chết luôn đó. Nó nói gì vậy? Cô Ba hiểu sai lầm ý con rồi. Con nói chết đây có nghĩa là mình cứ giống như là mình em cái tâm lý của mình vào á, cái rồi mình bị khổ á. Mình không giải thoát được cái tư tưởng mình sẽ bị khổ á cô Ba. Cô Ba đang vui. Vui. Thật ra trong lòng cô Ba đang vui. Cô Ba đang vui hả? Đang vui nè, vui nào. Ba mới nói đó, cô Ba đang vui.
con nghe lầm á. Con ba nói là con mắt cô ba bị đuôi, bị mù. Nên cô ba không biết, cô ba mới nghe lời đưa mất 30 triệu bạc của cô ba. Trời ơi, cô ba, sao cô ba cứ nhắc cái chuyện đó hoài vậy? Tiền mà con, sao không nhắc được con? Trời ơi, cô ba phải giống như cô Lan kìa. Cô Lan lúc nào ha cũng tươi tắn, vui vẻ, không bao giờ muộn phiền cái gì hết á. Ờ hả? Con nói cô ba mới nhớ nghe. Bà Lan không bao giờ mà thấy bà buồn. Lúc nào người bà cũng là sung sức, sống rất là bình thản, vui vẻ mà không bao giờ ta biết buồn là gì đúng thì không? Thì đó, cô thấy cô Lan trẻ không? Ủa vậy là ý con nói cô ba già hả? Đâu có, con có bao giờ mà nói cô ba già đâu. Con nói là cô ba của con lúc nào cũng là trời ơi, giống như là mấy người con gái mà 18 tuổi á. Ờ, hay quá, cái miệng dẻo quẹo rồi nha. Cô ba cười, cô ba vui rồi nè. Nhưng mà cô ba buồn ở trong lòng. Thiệt á, con biết làm sao cho cô ba vui luôn á trời. Mới vui đó lại buồn đó. Con phải giải thoát tư tưởng mình ra. Thiệt cái con bó tay với cô ba luôn á. Con cứ để cô ba đắm chìm trong nỗi buồn đi con. Con vô phòng đi. Nói chuyện cô ba hồi chắc con cũng bị liệu buồn theo cô ba luôn á. Buồn gì liệu buồn? Có gì liệu mà liệu buồn? Con đi vô đi ông. Ngồi đây hồi tôi mệt quá à. Vui. Nói chung hôm nay là một ngày may mắn. Cô Lan ơi, Lan ơi, xin đừng cắt đứt dây chuông, đừng lạnh lùng khép còng lại. Để anh đắm anh say, anh mơ mộng không còn nhớ chi người con gái quê nghèo. Trời ơi, cô Lan hay quá, nức nở quá. Nhưng mà con có một cái quy định nha cô. Là ở trong cái cửa hàng tiện ích hạnh phúc của mình đó, từ đây về sau con cấm tuyệt đối cô không được hát. Đặc biệt là không được hát kế con. Sao vậy? Tại vì cô hát nó lòi. Lòi gì? Lòi cái nhục của con. Không, mỏ này thiệt tình. Tại vì con thấy á, tự nhiên á, cô nghĩ sao được ngắm bông ngắm hoa, người ta cũng phải dày hay là phải có cảm xúc. Cô đứng vậy nè. Trời ơi, mà con dọn đồ, mà con dọn hàng từ nãy tới giờ xong hết trơn luôn. Cô vẫn đứng yên bất động vậy nè. Có chuyện gì mà cô buồn, cô thơ thẩn vậy cô? Đâu có gì đâu con. Cô vẫn vui vẻ với mọi người mà. Đúng rồi. Dạo này con thấy cô rất là vui vẻ với mọi người ha. Lúc nào cũng tươi cười ha. Đúng rồi. Lúc nào cũng nhiều năng lượng ha. Nhớ nha, mình buôn bán khách hàng là mình phải cười nghe con. Nhưng mà cái đó chỉ là gian dối thôi. Cái nụ cười đó của cô chỉ là che đậy hả? Cái nỗi lo lắng bên trong, sâu thẳm trong tâm hồn nè. Lo gì đâu. Con biết rồi. Cô đang cố tỏ ra là cô cười thôi, chứ cô không thể nào mà giấu được con đâu. Cô bệnh phốt. Trời ơi, cô biết liền mà cô bệnh mà. Trời ơi, cô bệnh sao? Cái chuyện này cô đâu có muốn cho mọi người biết đâu. Mà tự nhiên cô la làng la sớm vậy. Chứ bây giờ cô bệnh thì cô phải nói không? Với lại cô bệnh sao, cô bệnh như thế nào, cô phải nói cho con nghe chứ trời ơi. Nói nghe nè, cô không có muốn cái chuyện buồn của mình cho mọi người biết rồi mọi người buồn nữa. Thì cả ai cũng buồn, cả sớm ai cũng buồn hết. Cô không có muốn để một mình cô buồn thôi. Nhưng mà bây giờ cô bệnh sao, cô đi bác sĩ chưa? Cô đi khám bệnh rồi, đi xét nghiệm rồi. Mà nghĩa là xét nghiệm 2-3 lần mà cũng chưa tìm ra bệnh. Không biết làm sao, bởi cô mới lo đây nè. Trời, cái bệnh viện gì kỳ vậy, xét nghiệm gì mà 2-3 lần chưa ra bệnh luôn. Thì đó, cô mới lo đó. Thôi bây giờ vậy đi. Ủa mà cô bệnh cô không lo, cô nghỉ ngơi đi. Tự nhiên cô còn bán hàng làm gì, để đó con bán cho vô nghỉ đi. Trời ơi con, bây giờ cô mà ở không cô sẽ suy nghĩ tùm lum lắm. Cô phải cho cô buôn bán đi đó. Có buôn bán, có khách ra vô cô nói chuyện, cô sẽ quên cái căn bệnh của cô. Chứ mà cô không có làm gì, cô nằm một chỗ cô nghĩ bậy bạ, hiểu chưa? Trời ơi, bệnh mà bệnh không lo, còn mày đặt lo kiếm tiền nữa, khổ ghê vậy đó. Bây giờ vậy nè, biết dạ. Không có kể cho ai nghe nghe không? Con đây con coi tiệm đi. Dạ. Cô đi ra ngoài đường cho cô khuây khỏa đầu óc dạ. Nghe con. Nhớ nghe, không cho ai biết nghe không? Dạ, con biết rồi cô.
đó, đi ra đường rồi giả bộ tươi cười với mọi người nữa nè. Dạ chào chị hai. Dạ khỏe hả anh sao? Trời, rồi xong. Trời ơi cô ba, đúng là có đôi có cặp luôn. Thôi lên đây ngồi đi nè, lên đây ngồi giải khuây tâm trạng đi. Trời đất ơi, cô ba, sao mà cô ba buồn hoài vậy cô ba? Cô ba đang vui. Trời ơi, cái mặt cô ba chưa bao giờ đau khổ hơn luôn á mà vui vậy. Ủa mà sao cái giọng thì đúng là đang cười, còn cái mặt thì lại đau khổ như vậy? Trời ơi, sao gì kỳ vậy cô? Hồi nãy cô ba mới xem chuyện hề, cô ba xem hề cô ba vui. Trời ơi khoan, cô loạn rồi đó cô. Trời ơi vui cái gì mà ngộ vậy, tự nhiên cô ba lẫn lộn cảm xúc rồi. Cô ba, cô ba, hả? Bây giờ con phải thử lại mới được. Rồi cô ba vui. Vui kỳ trời. Rồi cô ba quả thiêu. Quả thiêu là sao? Là buồn đó cô. Trời ơi, sao cái mặt buồn kỳ vậy? Cái mặt buồn tươi như hoa luôn vậy. Cô ba đang vui hả? Cô ba đang vui. Ủa vui, vui kìa. Vui cô xuống vậy liền. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao mà cô ba lại đau khổ, cô ba lại buồn như vậy? Cô ba khổ quá con. Vụ gì? Cô ba khổ quá con ơi. Khổ vụ gì? Khổ vụ vô 30 triệu á. Trời ơi, thấy không? Con biết ngay mà. Nhắc tới tiền bạc là buồn nữa đúng không? Thôi. Vui. Vui. Thì là vui. Ủa sao lại vui? Vui mà cái mặt kỳ vậy. Thôi giờ cô ba đừng có buồn nữa. Là cái chuyện là 30 triệu đó là nó cũng đã qua đi rồi không? Của đi thay người. Cho nên là mất rồi thì thôi, đâu có tìm được của nó đâu mà cô ba cứ buồn vui lẫn lộn hoài vậy.